Ok, hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Thức OK Sài Gòn. Như mọi người ơi, Thức OK để đầu đắm nha mọi người. Ok, thì bây giờ Thức OK Sài Gòn sẽ hát cho mấy anh chị trên laptop cùng nghe nè. Vô. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó. Chuyện là giờ cô thắm có hình xăm phun cánh tay, đầu thì để hai lái đi bếp bàn đời nọn là thắm bây giờ xin vào quán ba mượn xe má đi cùng bé yêu. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó. Chuyện là giờ cô thắm có hình xăm mà phun cánh tay, đầu thì để hai lái đi bếp ba thằng đời non là thắm bây giờ xin vào quán ba mừng xe má đi cùng bé yêu. Chuyện là giờ cô thắm chẳng còn ngây thơ như lúc xưa, chẳng còn người đông đứa giữa mái hiên cái nhà trại phố. Ôi cô nàng bao chàng ngớt ngay cầm quay mấy ông già đáng giá. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó. Chuyện là giờ cô thắm chẳng còn ngây thơ như lúc xưa, chẳng còn người đông dưới đưa mái hàng cái nhà trại phố. Thắm bây giờ xin chàng ngược ngay cầm với mấy ông già đáng giá. Ơi bạn ơi, đến nghe chuyện người đẹp tây đó nha. Mọi người thấy mình hát hay thì mọi người nhớ bấm like cho mình nha mọi người. Ok, bye bye. Và đăng ký kênh cho mình luôn nha mọi người. Ai chưa đăng ký nhớ bấm đăng ký cho mình nha.